Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa tới lớp 1 tập 2 kết nối tri thức. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập trang 78. Tìm đường về nhà. Đường về nhà của ốc sen là đường đi qua tất cả các viên đá, mẫu viên đá ghi một ngày trong tuần. Tìm ngày còn thiếu ở mẫu viên đá. Chỗ này người ta đã cho sẵn là thứ hai, thứ tư. Đó. Như vậy thì đây này, cái đường này, thầy lấy bút đỏ thầy kẻ lại cho nó đậm. Này, cái đường đi này, thấy cái đường hơi mờ mờ thấy chưa? Đó, là từ đây lại đây, lại đây lại đây, lại đây xuống đây, qua đây, đây, lại đây, rồi gì đây? Nha. Đấy. Và đây thứ hai là như này là sẽ là thứ ba. Thứ ba tới đây thứ tư có sẵn, thứ tư này là tới là thứ năm thì tới chỗ này là thứ sáu, thứ sáu như này là thứ bảy, thứ bảy là tới chủ nhật, chủ nhật là tới về nhà. Bài số 2, xem thật có biểu của bạn robot rồi trả lời. Số thứ tự là số 1, số 2 và số 3. Thứ hai là tiếng Việt. Rồi tiếp theo là lắp ghép hình. Tiếp theo nữa là thể dục. Thứ ba là lắp ghép hình máy tính bay. Thứ tư là máy tính lắp ghép hình tiếng Việt. Thứ năm là thể dục bay máy tính, thứ sáu là lắp ghép hình tiếng Việt và bài. Như vậy có nghĩa là trong thứ hai thì chúng ta sẽ học ba môn, môn này. Thứ hai rồi thứ ba cũng tương tự và học ba môn này, thứ tư học ba môn này, thứ năm học ba môn này, thứ sáu chúng ta học ba môn này. Nè. Câu A, robot học những môn gì trong ngày thứ ba? Đây là ngày thứ ba. Học môn là lắp ghép hình máy tính và bài. Như vậy là môn là lắp ghép này, ghép hình máy tính và bài, được không? Bài. Câu B, robot học tiếng Việt vào những ngày nào trong tuần? Rồi, chúng ta xem thứ hai này, đây, thứ hai có này. Thứ hai có này, được chưa? Thứ hai. Rồi, thứ ba không có. Thứ tư có tiếng Việt, đây, thứ tư. Rồi thứ năm không có. Thứ sáu có đây. Thứ sáu. Đây tiếng Việt đây. 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 Chúng ta qua bài số 3. Bạn robot đi du lịch, hành trình đi du lịch của robot qua các địa điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Đây, 1 đây, Cao Bằng, 2 Hà Nội, 3 là Ninh Bình, rồi 4 là Đà Nẵng, rồi 5 là Nha Trang, 6 là Thành phố Hồ Chí Minh, 7 là Cà Mau. Đó. Như vậy thì đi từ Bắc vào Nam, đây là cái bản đồ của Việt Nam, bản đồ Việt Nam. Đây là có quần đảo Hoàng Sa, đây là quần đảo Trường Sa. Ở dưới này chúng ta làm gì đây? Biết rằng mỗi ngày robot đi ở một nơi khác nhau,
Và thứ hai, robot ở Cao Bằng. Hỏi thứ ba, robot ở đâu? Mỗi ngày là ở một nơi. À, như vậy là thứ ba là ở Hà Nội. À, Hà Nội. Một ngày là ở một nơi, như một ngày ở đây, một ngày thứ hai tiếp theo là ở đây. Như vậy là ngày thứ ba là ở Hà Nội. Được chưa? Rồi, thứ mấy robot ở Đà Nẵng? Vậy là đây là thứ hai này, thứ ba này, thứ tư này. Đây là thứ năm. Thứ năm ở Đà Nẵng. Này. Robot kết thúc hành trình vào ngày nào trong tuần? Đây nãy là đọc là thứ năm rồi đúng không? Thứ sáu, thứ bảy. À, đây là chủ nhật. À, chủ nhật. À, chủ nhật. Như vậy là xong. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.